giữ tâm bền chí để dự hội Long Hoa. Không có nhiều người dự hội kỳ này. Ok rồi, vẽ tay em trắng nha. Rồi thiên gì ta mới giờ nói quên này, tên gì? Rồi vẽ anh trắng là Thiên Kim Ánh. Tại vì khi nói ra cái điện thoại này á, là mấy chư thần, mấy chư thiên mà đứng xung quanh của sư phụ á, mấy ngày ghi nhận hết rồi. Thiên Kim Ánh. Không, mấy cô toàn là tiên nữ không à, nãy giờ hai cô tiên này, cái cô kia mới vừa Thanh Tuyền rồi giờ Kim Ánh nè. Thấy mà thấy mấy cô tiên xuống trần. Hữu nói chuyện ông bà gì, ông bạn cho Hữu mà. Tất cả tiểu bang Houston, Texas đó, là ông cai quản hết. Những cái thương xá thương mại đổ bển mà muốn làm ăn khá đó là phải kiếm ổng à. Nếu là nó cái bài về đó nhắn tin qua cho hộ đọc cho, tại giờ muốn tìm cũng không biết tìm đâu, ai có cái bài về, bài về đó gửi qua. Ok rồi con cứ giữ tâm bình chỉ nha, giữ tâm đạo nha. Ok thì hộ bắt điện thoại cho người khác để nhiều người gọi quá, ai có duyên thì gặp. Hello hello, dạ em đây. Sao con khỏe không, con tên gì, ở đâu, con tên gì, ở đâu? Thiên Kim Đăng Thi hả? Thiên Đăng Thi ở Canada. Ồ, vẫn khỏe rồi, nó ngồi trình định đây nè. Không khỏe là nằm rồi chứ đâu có ngồi được. Ừ. Chào. Cái đó hả? Cái đó phải tùy duyên. Chứ bây giờ thí dụ như tình báo anh Nam hay Việt Cộng cái nó hẹn cho phụ đâu, cho phụ ra gặp nó cái mất công. Nhưng mà sư phụ có lên núi không? Có chứ, núi mình là mình phải lên chứ, bông hoa mọc cái phụ phải lên ngắm. Con gặp sư phụ luôn. Rồi con qua đi, phụ lên núi gặp. Con bấm chữ Thiên Long Sơn á, là ở trên Google nó chỉ à. Thiên Long Sơn á, trên Google nó chỉ tới à. Rồi dễ nghe. Con trời ha. Trời bữa nay online mà cũng rồi dễ rồi. Thế tử này. Rồi, gặp nhau trên núi.